Chào các bạn, ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chia mũi để đa móc cái phần rắc lăng của áo. Thì sau khi các bạn test mũi xong rồi, các bạn tính được số bính cần bắt, các bạn sẽ bắt cho mình một sợi dây bính với cái số bính mà mình đã tính. Sau khi mà các bạn bắt xong, ở đây là mình làm mẫu cho nên mình không bắt hết số bính nha. Sau khi bắt xong, các bạn sẽ để cái dây ra như thẳng như thế này, các bạn vuốt thẳng theo chiều này để các bạn nối vòng tròn lại cho nó không có bị xoắn. Sau đó mình sẽ nối vòng tròn lại, các bạn nối bằng một mũi dời nha, các bạn kéo qua một mũi dời như thế này. Thì cái vị trí mà mình nối như thế này mình sẽ tính là vị trí ở thân sau nhé, chính giữa của thân sau. Tiếp theo đó các bạn sẽ móc vị trí chính giữa thân sau, thì các bạn sẽ lấy thân sau chia đôi ra, sau đó các bạn móc một nửa thân sau. Các bạn móc một nửa thân sau là bằng mũi kép đến cái vị trí mà mình tăng rắc lăng, thì mình sẽ dùng đánh dấu, mình đánh dấu vào như thế này. Từ đây qua đây là một thân sau, mình sẽ vẽ lên trên hình. Các bạn, đây là cái phần cổ áo của mình, số bính mình đã bắt, thì cái vị trí nối hàng sẽ là vị trí chính giữa thân sau. Đây là thân sau, giữa thân sau. Các bạn sẽ móc một hàng mũi móc kép đến cái vị trí góc đầu tiên, các bạn sử dụng ghim đánh dấu, các bạn đánh dấu. Sau đó các bạn móc tiếp một hàng mũi móc kép phần vai, số phần vai, cái số mũi ở phần vai. Sau khi móc xong số mũi phần vai thì các bạn lại tiếp tục đánh dấu vào vị trí cái bính mà mình sẽ tăng mũi. Các bạn móc, đây là vai 1, sau đó lại móc cái số đo của thân trước đến vị trí đánh dấu tiếp theo, vị trí thứ 3, vị trí số 1, vị trí số 2. Vị trí số 2, đây là vị trí số 3, vai 2. Và cuối cùng là vị trí thứ 4. Sau khi móc xong vị trí thứ 4 đánh dấu vào, các bạn móc lại phần thân sau. Thì khi móc lại phần thân sau này thì mình lại tiếp tục lên bính để lên hàng mới. Giờ mình sẽ móc vào, đây là vị trí đánh dấu đầu tiên của mình. Sau đó các bạn móc tiếp đến vị trí đánh dấu tiếp theo. Các bạn cũng sẽ sử dụng ghim đánh dấu, các bạn đánh dấu giống như ở sơ đồ mình vẽ. Tiếp theo phần thân trước, đánh dấu lại lên vai. Ở đây là mình đánh dấu làm mẫu cho các bạn xem thôi. Thì ở những cái vị trí này mình sẽ móc tăng mũi, ở những cái vị trí đánh dấu thì mình sẽ móc tăng mũi. Cách tăng mũi như sau, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tăng mũi. Ở đây mình đã móc mẫu, các bạn có thể thấy là bắt đầu từ vị trí thân sau đây, các bạn móc đến vị trí tăng mũi đầu tiên. Thì cái vị trí tăng mũi đầu tiên sẽ là cái bính này. Cái bính này, các bạn sẽ móc vào cái bính tăng mũi này cụm. Các bạn móc một mũi móc kép lên một bính, móc một mũi móc kép vào cái vị trí tăng mũi, vào cái bính tăng mũi là cái vị trí này. Sau khi móc xong thì các bạn lại móc các hàng mũi kép tiếp cho đến vị trí tăng mũi tiếp theo. Vị trí tăng mũi tiếp theo các bạn lại áp dụng lại ở cái bính đó. Các bạn sẽ móc một mũi móc kép, một bính, một mũi móc kép. Các bạn thực hiện hết tất cả tổng cộng là 4 góc. Sau khi xong 4 góc các bạn lên hàng tiếp theo. Thì khi lên hàng tiếp theo tới cái vị trí tăng mũi, các bạn sẽ móc mỗi chân một mũi móc kép. Đây, mũi móc kép của hàng trước các bạn móc vào đây một mũi móc kép. Xong ở cái phần bính của hàng trước các bạn lại móc tiếp một mũi móc kép, một bính, một mũi móc kép. Như thế này là mình lại tiếp tục tăng mũi. Sau đó mỗi chân mũi các bạn lại móc một mũi móc kép. Tiếp theo lên hàng tiếp theo cũng vậy, mình sẽ móc mỗi chân mũi một mũi móc kép. Đây là mũi kép tăng mũi ở hàng trước này, mình cũng móc vào đó một mũi móc kép. Còn ở cái bính ở chính giữa thì mình sẽ móc là một kép, một bính, một kép. Tức là ở tất cả các bính như thế này, ở tất cả các vị trí phần tăng mũi các bạn đều móc là một kép, một bính, một kép. Đây là cách 1, cách đầu tiên mà mình tăng mũi ở góc. Cách thứ hai là cũng ở cái vị trí tăng mũi. Đây, cái vị trí tăng mũi ở cái góc đây thì các bạn sẽ móc tổ hợp là 3 mũi móc kép vào đây. Thay vì ở cái trước thì mình sẽ móc là một kép, một bính, một kép, thì ở cái này mình sẽ móc là 3 mũi móc kép. 3 mũi móc kép thì nó sẽ khít hơn. Đây, 3 mũi móc kép. Hàng tiếp theo thì các bạn cũng vậy. Các bạn cứ móc mũi móc kép cái ở chân kép chính giữa, chân kép này là chân kép chính giữa thì các bạn sẽ móc là 3 mũi móc kép vào đó. Hàng tiếp theo cũng vậy, ở chân kép chính giữa các bạn cũng sẽ móc 3 mũi móc kép vào đó. Và đó là cái cách tăng mũi ở các phần góc như thế này. Cách tăng mũi ở phần góc, các bạn áp dụng cách tăng mũi phần góc cho đến khi đạt cái chiều dài của cái phần raglan này. Đạt cái chiều dài của cái phần raglan này thì mình sẽ dừng lại và tiến hành chia thân trước, thân sau và phần ống tay. Thì cái phần chia đó mình sẽ hướng dẫn ở một bài sau. Các bạn giờ các bạn sẽ áp dụng cái cách tăng mũi này để móc cái phần chia raglan nha.